Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Tiệm bánh mì và bánh bao, Bao and Baguette, 714-617-5611. Michelle Steele, cho chức vụ dân biểu liên bang. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với Cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. Trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang nói về ngày 911. Thì kể từ sau ngày 911 đó, đời sống của Hoa Kỳ đã thay đổi, của thế giới cũng thay đổi. Nhiều điều mà bây giờ chúng ta thấy nó là bình thường thì trước ngày 11 tháng 9 của năm 2011 nó là không bình thường. Ví dụ như là cơ quan TSA, ở các khi mà mình đi ra sân bay mình hay nghe nhắc đến, đó là sau cái sự kiện 911 mới ra đời, có nghĩa là đến năm 2002 mới ra đời. Rồi cái chuyện mà khi mình đi ra sân bay mà bây giờ mình phải cởi giày ra, rồi áo khoác cởi ra, tất cả hành lý bỏ lên trên để phải qua cái kiểm tra đó cũng mới xuất hiện sau ngày 911, cũng như các cái chất lỏng hay là dao nhọn không được mang lên máy bay. Rồi cái chuyện mà người thân không được vào trong gần tận máy bay để mà đưa tiễn thân nhân lên máy bay cũng chỉ xuất hiện sau ngày 911. Cũng như là trên máy bay thì cái cửa của cái nơi mà phi hành đoàn ở thì nó được đóng lại an toàn hơn, thì tất cả những điều đó chỉ xuất hiện sau ngày 911 năm 2001 mà thôi. Biến cố lớn quá, cho nên ngày hôm nay chắc là quý khán giả của Ngọc Lan cho phép tôi được nói thêm một vài phút nữa về cái background của cái chuyện 911. Nhân vật Osama Bin Laden á, thoạt đầu khi mà xuất thân á, được nước Mỹ yểm trợ chứ. Trong những sách báo sau này người ta viết rõ lắm. Có một cái lều nằm ngay từ khu vực biên giới giữa Pakistan và Afghanistan. Thì có một buổi sáng, cái đoàn ngựa của Osama Bin Laden chạy từ một cái hang động ở bên Afghanistan chạy ra và tới cái lều đó, bởi vì muốn tiếp xúc với quân Taliban ở đó. Thì có một người Mỹ da trắng mặc cái bộ quần áo của người Ả Rập màu trắng rơn ra trước cái cổng lều đó, đón cái đoàn ngựa của Osama Bin Laden, giơ hai tay lên trời bảo rằng Allah đứng về phía quý vị. Người đó là ai? Người đó là cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia của Tổng thống Jimmy Carter. Đó là ông Brent Zensky. Lý do đơn giản thôi là Mỹ cũng muốn dùng cái lực lượng Afghanistan, Taliban đó để mà đánh bật cái quân Liên Xô ra khỏi cái sự chiếm đóng của Afghanistan. Và sau này nó có một cái lịch sử lâu dài nữa là cái lúc 911 thì phía bên Bộ Chỉ huy của Do Thái đã họp với lại Hoa Kỳ, lập ra một cái toán đặc biệt. Cái toán nó nhằm mục đích gì? Là trong trường hợp mà bên Pakistan có bạo loạn mà cái lực lượng thân Taliban lên cầm quyền á, thì lập tức cái đơn vị bí mật của Mỹ và Do Thái phải nhảy dù vào Pakistan để chiếm cái kho vũ khí hạt nhân ngay. Lý do tại sao? Thưa quý khán giả, Taliban là những người của phía bên Afghanistan mà được gọi là huynh đệ trong những cái trường dạy về Hồi giáo đó. Thì họ chơi với cái đám sĩ quan mà cấp thiếu úy của Pakistan ở những giai đoạn chiến tranh đánh quân Nga. Với thời gian thì phía bên này Taliban trồi lên là lãnh đạo của Afghanistan, thì bên kia những sĩ quan nó bắt đầu trồi lên làm cấp đại tá, thiếu tướng, trung tướng của Pakistan. Cho nên cái mối thân tình đó, người Mỹ và Do Thái họ sợ rằng cái lực lượng ở phía bên Pakistan có thể, nếu mà có đảo chánh ở bên đó chẳng hạn, thì mà Pakistan là đảo chánh là chuyện đã xảy ra rồi. Ông Musharraf đã từng bị đảo chánh rồi. Thì người Mỹ phải chiếm được cái kho vũ khí, bởi vì hai cái quốc gia vùng Nam Á là Ấn Độ và Pakistan thì có vũ khí hạt nhân. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là khi mà biến cố 11 tháng 9 xảy ra đó, thì nước Mỹ là một cái hình ảnh mà cả thế giới họ ôm ấp. Dân chúng ở nước Pháp treo một cái bảng ở trên Tour Eiffel để là We are American, je suis Americano, đại khái như vậy. Cái sự đoàn kết lớn ghê lắm. Nhưng mà sau này thì cái tình nghĩa mà đồng minh nó có hơi tẻ nhạt đi vì nhiều vấn đề khác nhau. Nhưng mà quả tình là 911 đã làm cho thế giới đoàn kết lại với nhau và thấy cái hiểm họa của quân khủng bố.
Nhưng mà cái hiểm họa đó, nếu mà chúng ta đọc những cái bài của ông Thủ tướng Lý Quang Diệu, đọc của những người mà họ chuyên nghiên cứu về tình hình của các quốc gia Á Châu, xin lỗi quý vị, của quốc gia bên Ả Rập đó, chúng ta thấy cái hiểm họa nó vẫn còn ghê lắm. Bởi vì cái vấn đề ông Lý Quang Diệu đã nêu ra như thế này, tất cả những Osama bin Laden hay là những này nọ đó, nó chỉ là những con mối mà nó trồi ra khỏi cái tổ của nó để đi nó phá phách thôi. Còn mối chúa chúng ta chưa có diệt được. Mối chúa là ai? Mối chúa là cái chủ nghĩa mà nó reo rắc trong đầu người ta đó. Là đây là một cuộc thánh chiến giữa một nền văn minh Hồi giáo và một nền văn minh Tây phương, hiểu theo nghĩa là Công giáo. Cái đó là mối chúa. Và cái thứ hai nữa, ngày hôm nay chúng ta cứ nhắc đi nhắc lại rằng Bộ An ninh Nội địa nói thế này, Bộ An ninh Nội địa nói thế kia. Bộ An ninh Nội địa chỉ có sau 911 thôi, và tại sao lại có? Bởi vì 17, 18 cái tay khủng bố mà lấy 4, ăn cắp 4, tấn công 4 chiếc máy bay đánh vào nước Mỹ đó. Những cái tay đó đi vào bên Florida học bay, mà chỉ học cất cánh mà không học đáp. Có nước nào mà trên thế giới này mà tình báo thế mà có một cái lũ nó đi nó học cất cánh máy bay lên mà nó không học đáp? Why? Thì FBI có cái tin đó nhưng mà lại không có báo cho những cái cơ quan an ninh nội địa, cho tình báo Mỹ biết. Bởi vì lúc đó các cơ quan nó kèn cửa với nhau. Cho nên khi mà nó vỡ ra 1911 rồi thì Tổng thống George W. Bush mới thấy rằng không xong. Bởi vì các anh mà chơi cái trò ghen tị giữa cơ quan này với cơ quan kia, các anh giấu tin tức. Cho nên lập ra Bộ An ninh Nội địa, gồm của bây giờ có an ninh gọi là tình báo quốc gia, CIA, FBI, đủ mọi thứ phải nằm dưới quyền Bộ An ninh Nội địa để có thể điều phối hết tất cả những các lực lượng an ninh đó, thì mới hy vọng bảo vệ được an ninh của nước Mỹ. Nhưng mà cái chuyện đó nó cũng có một cái là nó xảy ra cái vụ WikiLeaks đó. Là bởi vì có những anh trong quân đội Mỹ họ cảm thấy rằng họ làm việc trong bộ phận đó nhưng họ bất mãn chính phủ. Thì vì có sự liên lạc giữa các cơ quan với nhau cho nên nó lấy được cái tất cả những cái số liệu về mặt tình báo nó mới leak ra ngoài. Thú vị lắm, 1911 nó không có chỉ chấm dứt cách đây 19 năm, nó còn hậu quả cho tới ngày hôm nay. Như cô Ngọc Lan nói, chúng ta đi vào phi trường thì chịu tất cả những cái biện pháp kiểm soát an ninh này nọ, nhưng mà nó cũng giải thích được cái sự hợp tác trong nền an ninh của nước Mỹ, giải thích được cái sự hợp tác và cái tình gắn bó giữa nước Mỹ và các nước đồng minh kéo dài được 2001 cho tới năm 2003, khi mà đưa quân vào đánh anh Saddam Hussein xong đó. Thì sau cái việc nhận Saddam Hussein, nó có những cái chuyện nó bắt đầu canh không lành cơm không ngọt giữa nước Mỹ và một số các quốc gia đồng minh. Ngày hôm nay chúng ta cũng thấy cái chuyện đó. Và ngay cả cái chuyện mà bây giờ khi có bất kỳ một cái sự kiện gì xảy ra, ví dụ như là có những cái vụ mà nổ súng, mà những vụ là nổ mìn, nổ bom, thì tất cả phải có cái điều tra và nói liền đây không phải là khủng bố hay là khủng bố. Có nghĩa là cái cuộc chiến chống khủng bố cũng chỉ bắt đầu xuất hiện từ sau 911 và nó lan rộng ra khắp nơi. Và người ta nói nó kinh khủng là ở cái chỗ nó không có tập trung một nơi nào hết, và nhiều người cứ nhân danh, giống như là bác Thái nói, là thánh chiến, nhân danh cho thánh Allah, và họ tôn sùng cái điều đó, họ tiếp tay cho khắp mọi nơi. Mà ngay ở nước Mỹ này, thỉnh thoảng mình vẫn nghe là có những cái người có học thức, những giáo sư, có những sinh viên, có đều là có những cái hành động tiếp tay cho khủng bố bằng cách này hay cách khác. Nói thêm chút xíu, nó còn một phút cho phần thứ hai, là thực sự cái chữ khủng bố mà cô Ngọc Lan nói đó, chúng ta sẽ thấy rằng nó xảy ra một chuyện gì bên trên thế giới hoặc tại nước Mỹ chẳng hạn, thường thường báo chí bắt buộc phải viết theo cái luật của báo chí đó, là đó là một cái hành động mà cho tới phút này alleged, tức là bị cáo buộc cho rằng là hành động khủng bố, nhưng mà báo chí viết thôi, mà không được viết đó là hành động khủng bố. Chính quyền không bao giờ nói đó là một cái hành động khủng bố cho tới khi mà có đầy đủ bằng chứng. Tại sao vậy? Cái định nghĩa mà terrorist hoặc là terrorism ở trong luật báo chí ấy, là một hành vi tạo ra một cái sự khủng hoảng lớn rộng nhằm mục đích tạo sự bất ổn của xã hội. Thành thử ra nếu xảy ra một cái vụ nổ mà chưa chi báo chí dùng ngay chữ khủng bố, chính quyền dùng ngay chữ khủng bố đó, tức là công nhận cái hành vi đó nó có tác động vào mặt tâm lý khủng hoảng của dân chúng, và chính quyền không có khả năng kiểm soát an ninh. Thí dụ trước năm 1975, thời Việt Nam Cộng Hòa, cái chữ khủng bố được định nghĩa đó là hành vi của quân Việt Cộng,
cộng sản. Cho nên một vụ nổ lựu đạn tại Sài Gòn có thể là do người là sơ suất của một nhân viên an ninh làm rớt của lựu đạn nó nổ. Nếu mà nhà báo nào viết đó là hành động khủng bố thì phiền lắm đấy. Cho tới khi mà cảnh sát quốc gia hồi đó, cơ quan tình báo trung ương của Việt Nam Cộng Hòa xác nhận rằng đây là sự khủng bố của quân Việt Cộng, thì cái tình hình nước Mỹ y hệt như vậy. Cảm ơn sự giải thích thêm của nhà báo Đinh Quang Thái. Xin mời quý vị cùng trở lại với Ngọc Lan và Đinh Quang Thái sau phần quảng cáo.